Ngày 2 tháng 10, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 245 xe máy không chính chủ để xác minh làm rõ nguồn gốc, truy tìm chủ sở hữu số xe máy nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là số tăng vật bị lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Theo đó, trong quá trình kiểm tra tình hình an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm, công an thành phố này đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn. Tại các vị trí cơ sở dịch vụ cầm đồ đặt cửa hàng, tài sản được cầm cố tại đây đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Số tài sản của khách cầm cố để tại cửa hàng không nhiều. Khi các tổ công tác yêu cầu chủ các cơ sở cho kiểm tra các kho hàng, hầu hết các chủ cơ sở đều cho biết họ không có kho chứa hàng. Tuy nhiên, khi các trinh sát công bố danh sách có 8 kho hàng chứa xe máy và ô tô là tài sản cầm cố trên địa bàn thành phố do trinh sát phát hiện, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã thừa nhận có kho của mình trong đó. Tiếp tục tiến hành kiểm tra các kho hàng này, các tổ kiểm tra phát hiện có gần 1.000 xe máy và ô tô là tài sản khách hàng cầm cố đang để ở trong kho. Tổng kiểm tra toàn bộ số xe máy và ô tô này, lực lượng chức năng phát hiện có 245 xe máy cầm cố không chính chủ.